vũ công mặt nội y múa phản cảm tại phố đi bộ Bùi Viện. Nhiều quán bar, vũ trường tại phố đi bộ Bùi Viện, quận 1 thường xuyên sử dụng các vũ công ăn mặc thiếu vải biểu diễn ở mặt tiền nhằm thu hút du khách. Bên cạnh đó, một số quán bar còn cung cấp bóng cười cho du khách chơi một cách công khai. Phố đi bộ Bùi Viện, quận 1, trước đây thường gọi là phố Tây, là một địa chỉ du lịch nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. Du khách nước ngoài thích tới đây vui chơi, giải trí và mua sắm bởi không gian văn hóa khá hiện đại và cởi mở. Tuy nhiên, thời gian gần đây, con phố này xuất hiện các màn biểu diễn múa sexy của các vũ công cả nam lẫn nữ, tạo ra nhiều hình ảnh phản cảm khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán. Theo ghi nhận của Tiền Phong, vào tối ngày 12 tháng 3 từ khoảng 21 giờ, một số quán bar tại phố đi bộ Bùi Viện cho vũ công nữ ăn mặc thiếu vải đứng trước cửa quán nhảy nhót để thu hút khách. Hầu hết các vũ công đều mặc trang phục hai mảnh hoặc hóa trang thành một số nhân vật với những chiếc váy ngắn cũng làm lộ cả nội y bên trong. Trông rất khó coi. Một số vũ công nữ thậm chí còn có những động tác biểu diễn khiêu khích trước mặt các khách nam. Càng về khuya, số lượng quán có hình thức biểu diễn này càng tăng, mức độ ăn mặc hở hang của các vũ công cũng bạo hơn. Thậm chí, một số quán còn sử dụng vũ công nam ở trần biểu diễn. Nhiều du khách đánh giá, khung cảnh vũ công nhảy múa gợi cảm tại các quán bar ở phố đi bộ Bùi Viện khá giống với các vũ trường. Nhờ các vũ công này nên các quán bar tại đây đều có lượng khách đứng theo dõi khá đông. Bên cạnh các màn nhảy nhót phản cảm của các vũ công, Tiền Phong còn ghi nhận một số quán bar tại phố đi bộ Bùi Viện có thêm dịch vụ cung cấp bóng cười cho những vị khách có yêu cầu. Theo một số người dân địa phương, thời gian gần đây, lực lượng chức năng thường xuyên ra quân xử lý, nhưng tình trạng nhiều quán bar, vũ trường tại phố đi bộ Bùi Viện vẫn chưa bỏ dịch vụ này, thậm chí có nhiều quán đặt công khai quả bóng cười ở cửa ra vào để mời chào khách. Không chỉ được khá nhiều bạn trẻ sử dụng, tại một số quán bar, các du khách nước ngoài cũng order bóng cười kèm theo dĩa thức ăn để chơi thử. Người có nhu cầu thử cảm giác với bóng cười có thể dễ dàng mua với giá từ 50.000 đến 70.000 đồng một quả tùy vào kích cỡ.